Diện vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa có quyết định phân bổ 20 triệu liều vắc xin COVID-19 Verocell do tập đoàn Sinopharm sản xuất cho 60 tỉnh thành phố. Đây là đợt phân bổ vắc xin COVID-19 lớn nhất đến thời điểm này và là đợt phân bổ thứ 56. Trước đó Bộ Y tế phân bổ một đợt vắc xin với số lượng 8 triệu liều vào ngày 19 tháng 9. Trong số các địa phương được phân bổ vắc xin đợt này, Bình Dương và An Giang là hai địa phương được nhận nhiều nhất với 1 triệu liều mỗi tỉnh thành phố Hồ Chí Minh được nhận 997.000 liều, Đồng Nai và Kiên Giang mỗi tỉnh được phân bổ 800.000 liều. 11 tỉnh thành phố gồm thành phố Cần Thơ, Đồng Tháp, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cà Mau, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước và Tiền Giang được phân bổ mỗi địa phương 500.000 liều. Diện vệ sinh dịch, dịch tễ Trung ương yêu cầu các đơn vị tiếp nhận và tổ chức tiêm ngay số vaccine COVID-19 được phân bổ, đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng đồng thời lưu ý bố trí trả mũi 2 và tiêm đủ 2 mũi với số vaccine còn lại, hoàn thành trong thời gian sớm nhất.